Và em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người, chào tất cả anh chị em thân mến. Thì hôm nay bên em còn khá là nhiều những dòng xe 16 chỗ, vâng, vừa mới về xong nhé các bác nhá. Vâng, em vừa mới về đó là chiếc 29B15214 này. Vâng, chiếc này là đời 2008 và bên em đang chào bán mức giá rất hợp lý cho các bác này. Chỉ có 150 triệu thôi nhé các bác nhá. 150 triệu. Nếu các bác muốn hoán cải thì em hoán cải cho các bác luôn và em tính luôn là 168 triệu này. Có bao rút hồ sơ luôn, hoán cải xong rút bao rút hồ sơ cho các bác. Vâng, riêng hoán cải không là đã mất 16 triệu rồi các bác ạ. Cộng với hoán rút hồ sơ phí 3 triệu nó thành 19 triệu nhưng em lấy là 168 triệu. Và giá trên thì em vẫn có thể thương lượng cùng với các bác nhá. Nếu các bác thiện chí tới nhà em xem xe thì chúng ta vẫn có thể thương lượng được cái giá tốt nhất cho mình. Vâng, và đây nữa là một chiếc xe 2006 hoán cải rồi. Vâng, cái này em nó cabo em vừa em bật ra. Đấy. Vâng, đây là một chiếc Mercedes Sprinter đời 2006 em hoán cải rồi này, 6 ghế nhá. Và chiếc này em đang chào bán mức giá rất hợp lý cho các bác là chỉ có hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu một tí thôi các bác nhá. Vâng, giá này thì rất hấp dẫn cho các bác này, các bác cứ liên hệ với em là sẽ có giá tốt nhất cho các bác này. Tốt nhất thị trường luôn các bác nhá. Vâng, chiếc xe này thì các bác yên tâm rằng xe khá là đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn giờ nội thất này. Khá là đẹp luôn, máy thì cực chất luôn, gầm bệ thì chắc chắn này, thân vỏ thì cực đẹp luôn, không đâm đụng, không ngập nước nhá, cam kết với các bác luôn nhá. Vâng, khá là đẹp. Và đây vách đây, nếu các bác về mà không thích thì các bác đẩy cái vách này lên trên đây, trên cái sát ghế này cũng được, không sao cả. Đây là em làm theo đúng quy cách của nhà nước ban ra nên là nó phải nằm ở đấy các bác nhá. Nếu chúng ta mà có gì, và con này phải nói là xe rất là đẹp luôn này, cửa này đấy, rất là nhẹ nhàng luôn nhá. Đấy, một mẫu xe khá là đẹp luôn. Đấy, lốp này, lốp còn khá là dày này. Đấy, anh chị mà mua chiếc xe này em thật các anh chị này là bỏ ra hơn 100 triệu mà chúng ta về kiếm tháng khá là nhiều tiền chứ không phải là không đâu. Một mẫu xe khá là đẹp luôn nhá, mang biển kiểm soát là 29D13170 nhá. Quá gì này em quay này. Đấy, xe rất là căng, rất là mọng xe này, thẳng tắp từ đầu cuối luôn nhá. Xe cam kết luôn là không đâm đụng, không ngập nước. Máy móc zin. Đấy, các bác nhìn cho em quay rất là kỹ những góc cạnh, những chỗ mà gọi là điểm kém nhất mà em vẫn quay cho các bác này. Xe không có vấn đề gì luôn. Rất là đẹp nhá. Đây. Nội thất này. Nội thất thì khá là đẹp luôn. 6 ghế. Và đây em sẽ nổ máy và bật nắp capo cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, máy nổ rồi nhá, máy nổ rất là êm luôn. Đây các bác nhìn này, không có lỗi gì đâu nhá. Đấy, chỉ có phanh tay thôi. Một mẫu xe khá là đẹp, máy nổ rất là êm luôn. Đây em mở máy cho các bác xem này. Vâng, đây là máy của một chiếc Mercedes 2006 hoán cải rồi này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, máy móc rất là sạch sẽ này. Rất là cô giáo, bác chuyển xe đi cũng giữ gìn rất là cẩn thận, rất là ok luôn. Chúng ta nên lấy một chiếc xe này chúng ta chạy hàng hóa cũng như là thêm một hai người trên xe chẳng hạn, mà con này nó có tận thêm một 6 người cơ thì chúng ta đi chiếc xe này là rất là tuyệt vời, rất là ok luôn. Đấy, tội gì chúng ta không mua chiếc xe như này. Đấy, và giá thì rất là hợp lý, chỉ có hơn 100 một tí thôi, tầm 130 triệu nhá. Thì giá này thì em vẫn có thể thương lượng bớt cho các bác một chút nếu các bác thiện chí. Vâng, mẫu xe khá là đẹp luôn đây. Các bác nhìn nó có hỏi cua nốt đây, cua nốt đây các bác này, cua nốt này không có một ngoặt gì đâu nhá. Đấy, cua nốt đấy, rất là đẹp nhá. Bốn cua nốt này. Đây cua nốt đây. Đấy, còn thấy chưa? Xe khá là sạch sẽ, khá là đẹp luôn. Phải nói là một mẫu xe rất là tuyệt vời các bác ạ. Vâng. Và tiếp đây là một chiếc Mercedes Sprinter đời 2008 này. Chiếc này nếu các bác mà chốt sớm thì em để lại cho các bác, mà không thì em sẽ hoán cải chiếc xe này nhá. Vâng, chiếc xe này thì phải nói là rất là đẹp luôn này. Đây. Vâng. Xe khá là đẹp luôn này. Vâng, chìa khóa em lại để mất quên mất trong nhà rồi. Vâng, máy nổ rất là êm luôn, em khẳng định rồi. Đây các bác nhìn này, cái thân vỏ của nó này nhìn khá là đẹp luôn nhá. Đấy,
rất là thẳng tắp từ đầu đến cuối luôn này, cua nốt này. Đây, cua nốt này. Không có mục mọt gì nhá. Đấy là một mẫu xe khá là chắc chắn, khá là đẹp luôn. Bốn cua nốt như một luôn. Đấy, đây. Cua nốt này vẫn zin theo xe này. Đấy. Khá là đẹp này. Đấy, em lấy nét này. Đấy, rất là đẹp nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, lên thẳng tắp từ đầu đến cuối luôn. Nói là một mẫu xe khá là đẹp luôn các bác ạ. Đây, hai bên nhá. Và cua nốt này. Đấy, cua nốt ấy. Rất là đẹp. Vâng, rất là đẹp luôn. Nói là một mẫu xe rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta mà sử dụng mẫu xe này thì quá là ok luôn. Giá rất là hợp lý cho các bác nhá. Và đây là một chiếc mẹt Sprinter tiếp của đời 2008. Và chiếc này em cũng quay lên cho các bác rồi. Và em hoán cải thì sau một tuần nữa là các bác có giấy tờ. Sau 6 ngày nữa thôi, hôm qua là một ngày rồi. Và hôm nay là chỉ còn 6 ngày thôi các bác nhá. Và chiếc xe này thì em quay rồi thì em chỉ quay qua cho các bác nhá. Xe thì cũng cam kết luôn là không đâm đụng, không ngập nước này. Xe khá là đẹp luôn. Đấy, nói là nhà em còn khá là nhiều xe. Đấy, rất là nhiều xe. Và xe, toàn xe tuyển xe đẹp thôi nhá. Và Toyota Hiya 25 triệu đây. Đấy, 25 triệu. Và đây chiếc Toyota Hiya đời 2003 đây. Vâng, 55 triệu các bác nhá. 55 triệu. Khám vẫn còn nhá. Và đây nữa, đây là một chiếc Toyota Hiya đời 2003. Vâng, chiếc này em bán 60 triệu này. Đấy, thân vỏ đẹp này. Máy móc êm. Và Ford Transit này. Ford Transit đời 2018. Và bây giờ em đang chào bán với mức giá là 435 triệu các bác nhá. Vâng, giá này thì không thương lượng, không bớt được đâu các bác ạ. Các bác có nhạy ý mua thì em để lại cho. Vâng, xe thì phải nói là rất là chất, rất là đẹp. Nên là giá đấy là em nghĩ ở trên thị trường là khá là rẻ rồi. Vâng, thì các bác cố gắng mua chiếc xe như này về chạy dịch vụ. Em nghĩ là ở mình bây giờ tiêm phòng cũng khá là tốt. Kiểm soát dịch cũng mua rất là ok rồi. Thì chắc một ngày vài tới, một vài ngày tới là các lãnh đạo cũng cho chúng ta chạy lại khách và chạy lại tuyến thì chúng ta mua chiếc xe này cũng được. Vâng, cho chạy lại nhưng mà chắc chỉ chạy số lượng gọi là 50% thì chắc là vẫn cho chạy thôi. Vâng, và đây là hai mẫu Ford đều là đời 2005. Và hai mẫu Ford này là bên em đang bán mức giá là chỉ có trên 70 triệu một chút thôi nhá. Trên 70 triệu một chút. Và mẫu xe này là để chúng ta chạy học sinh đây. Những cái dòng 2005 này thì chúng ta không thể hoán cải được nữa. Mặc dù là xe khá là đẹp nhưng các bác đẹp quá mà tiếc không hoán cải được. Công nhận là cũng có tiếc thật vì là người ta không hoán cải được. Nếu các bác mà sử dụng cái mẫu xe này thì quá là tuyệt vời luôn. Và hai mẫu xe này nhà em thì em cam kết luôn, không đâm đụng, không ngập nước. Máy cực chất luôn các bác ạ. Vâng. Máy này, con máy này đã được bảo dưỡng tất cả thứ rất là cẩn thận này, con 205 này này. Vâng, hai con 205 này bảo dưỡng rất là cẩn thận luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, xe khá là đẹp luôn, chất xe. Mà giá lại chỉ có hơn 70 triệu một tí các bác nhá, hơn 70 triệu thôi. Là các bác sử dụng ngay một mẫu xe Ford Transit đời 2005 cửa điện nhá. Vâng, một mẫu xe rất là tuyệt vời, các bác có nhận không ạ? Vâng, chúng ta chạy học sinh là rất là ok luôn này. Và con biển 89 này cũng thế này, cũng chỉ có hơn 70 triệu thôi nhá. Chúng ta nên mua mẫu xe này để chạy học sinh nên là rất là ok luôn. Vâng, rất là nhiều xe các bác ạ. Nếu mà các bác mà có nhu cầu sử dụng về những dòng xe 16 chỗ hoặc xe hoán cải thì các bác cứ liên hệ cho em. Hiện tại nhà em còn vẫn còn đang còn 3 con, một con Ford hoán cải thì khách cũng vừa chốt rồi. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì cứ alo em là các bác sẽ có ngay một xe khá là đẹp rồi các bác nhá. Đấy, thì trong số xe ở đây các bác nào mà có nhu cầu sử dụng về những dòng xe như nào thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 em Khanh. Vâng, có tất cả các dòng xe từ 25 triệu cho đến 500 triệu về cái dòng xe 16 chỗ này đều có cả các bác nhá. Nhưng mà nếu các bác mà xem qua clip của em thì cũng mong các bác chia sẻ kênh cho tất cả mọi người cùng biết về cái dòng xe 16 chỗ hiện tại bên em đang có, để các bác có những cái dòng tiền thích hợp để chúng ta sử dụng cái dòng xe này nhé. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây. Mong quý anh chị
và các bác chia sẻ kênh để mọi người cùng biết tới ạ. Và em cảm ơn tất cả mọi người ạ.